Chị hai, Ngân đâu rồi? Chú nói gì vậy? Chẳng phải Ngân đang ở công ty sao? Chị đừng có giấu em nữa. Chị nói cho em biết đi, Ngân đang ở đâu? Tại sao Ngân đi du học ngay lúc này? Là sao? Đi du học là sao? Chú nói gì tôi không hiểu. Có thiệt là chị không hiểu không? Tôi nói thiệt mà. Em cũng không biết. Cho tới khi em nhận được tin nhắn, Ngân nói là Ngân đi du học. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ những lời nói của tôi ngày hôm qua đã làm tổn thương con bé sao? Chuyện tôi bị sảy thai không liên quan gì đến Ngân, vậy mà tôi lại đi trách nó. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị đừng tự trách bản thân mình nữa. Chú Khôi, bây giờ phải làm sao? Thôi được, để em đi tìm Ngân. Chú biết Ngân ở đâu mà tìm? Theo em nghĩ, chắc chắn Ngân chưa ra khỏi thành phố này. Em phải đi tìm gấp. Tại sao lại như vậy chứ? Người ta thường nhầm lẫn tình yêu với những thứ được thể hiện ra bên ngoài. Cũng giống như tình cảm con dành cho chú, đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Đó không phải là tình yêu. Xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương chú. Xin lỗi vì không thể là nắng sưởi ấm cuộc đời chú. Xin lỗi vì không nói lời tạm biệt trước khi đi. Xin lỗi chú vì tất cả. Và cuối cùng, chúc chú sẽ tìm được hạnh phúc của đời.